Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, sau 2 năm kể từ năm 2016, năm quốc gia khởi nghiệp, số doanh nghiệp khởi nghiệp đang hoạt động của Việt Nam vào khoảng 3.000 doanh nghiệp. Và nếu so với con số là 60.000 doanh nghiệp trên cả nước, thì rõ ràng con số này chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Trên thực tế thì mỗi năm có cả nghìn doanh nghiệp startup ra đời, nhưng chỉ có 10% trong số đó là có thể tồn tại và phát triển. Thiếu vốn do các doanh nghiệp khởi nghiệp chưa tiếp cận được nguồn tín dụng từ các tổ chức tín dụng, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này với chủ đề vay vốn ngân hàng, bài toán khó của doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ dành thời gian để tìm hiểu thực trạng nguyên nhân cũng như là đưa ra giải pháp để các doanh nghiệp khởi nghiệp có điều kiện tiếp cận được dòng vốn từ các tổ chức tín dụng một cách thực chất nhất. Mời quý vị theo dõi. Hiện tại, phong trào khởi nghiệp của Việt Nam đang có sự phát triển mạnh nhờ động lực từ chính phủ. Các ngân hàng thương mại, trung gian tài chính của nền kinh tế cũng nỗ lực tung ra các gói tín dụng dành cho lĩnh vực này. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn về vấn đề này. Mời quý vị theo dõi. Từ tháng 2 năm 2018, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV triển khai chương trình tín dụng quy mô 4.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ. Với ưu đãi hấp dẫn như lãi suất vay ngắn hạn thấp hơn 1-1,5% một năm so với khoản vay thông thường, lãi suất vay trung dài hạn chỉ từ 8,5% một năm đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á ra mắt gói tín dụng ưu đãi Khát vọng khởi nghiệp với tổng trị giá 1.500 tỷ đồng, lãi suất ưu đãi 7,5% một năm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Sibank cũng đã công bố dành gói tín dụng trị giá 500 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025. Vietinbank triển khai chương trình ưu đãi cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp với lãi suất chỉ từ 7% một năm, với quy mô ưu đãi lên tới 3.000 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ nay cho tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Hiện nay chúng tôi đang có một cái gói tín dụng khoảng 3.000 tỷ với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Và nếu mà cái gói 3.000 tỷ này được giải ngân một cách hiệu quả thì chúng tôi cũng sẽ xem xét để tiếp tục là mở rộng thêm các cái gói tín dụng này. Đồng thời thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các cái sản phẩm để phục vụ cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp trên cơ sở là nghiên cứu kỹ các cái đặc tính riêng của các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như là từng phân khúc, từng ngành nhằm góp phần cùng với chính phủ và ngân hàng nhà nước để tối ưu hóa các cái chính sách hỗ trợ trong cái chiến lược phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp từ nay đến năm 2020. Bên cạnh việc đầu tư tài chính, các ngân hàng thương mại còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tìm đối tác bạn hàng qua các công cụ phi tín dụng để cho các doanh nghiệp tự kết nối với nhau. Đấy, tự kết nối với nhau nó như là tìm bạn hàng với nhau đấy. Đó. Và lúc đấy ngân hàng chỉ là người đứng sau thôi, đứng hậu trường và đóng vai trò tất cả những cái gì để hỗ trợ được để cho họ có thể kết nối được với nhau. Đấy, cái điểm này là điểm rất lợi vì sao? Bởi vì là một doanh nghiệp đơn lẻ mà đi tìm bạn hàng ấy thì có thể tìm được 5 bạn hàng, 10 bạn hàng, 20 bạn hàng. Nhưng với khi mà tham gia thì họ sẽ được hưởng lợi ở mấy chục nghìn các cái bạn hàng khác nhau. Theo đại diện Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam VCCI, nguồn vốn cho khởi nghiệp chính là bầu sữa cho khởi nghiệp thành công. Đầu tư một đồng cho khởi nghiệp có thể tạo ra hàng trăm đồng cho xã hội. Chính vì vậy, việc các ngân hàng ưu tiên dành nguồn vốn cho lĩnh vực này cũng chính là động lực lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp, ngân hàng và của cả nền kinh tế. Ngân hàng tung nhiều gói tín dụng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng trên thực tế thì không có nhiều doanh nghiệp tiếp cận được các gói tín dụng ưu đãi này. Đa số các doanh nghiệp khởi nghiệp đều đang hoạt động sản xuất kinh doanh bằng đồng vốn tự có, thậm chí là phải đi vay tín dụng ngoài với lãi suất cao gấp 3, gấp 5 lần lãi vay từ các tổ chức tín dụng. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, sản phẩm đã và đang được thị trường chấp nhận, lợi nhuận tăng trưởng tới 500%. Thế nhưng, doanh nghiệp này vẫn chỉ xoay sở hoạt động bằng một ít vốn tự có, vay từ người thân, thậm chí là vay tín dụng đen, lãi suất cao. Khi mình rất là cần nguồn vốn ấy, thì bắt buộc khi đó phải vay nguồn vốn tín dụng từ bên ngoài với tỷ lệ lãi suất phải gọi là khá là cao, khi lên tới 30 thậm chí có khi lên tới 50%. Bởi vì khi mình làm doanh nghiệp mà, thì mình cũng sẽ phải tìm hiểu về các nguồn vốn từ ngân hàng như nào. Thật ra trước đó mình cũng đã liên hệ với một số bên ngân hàng để gọi là thử vay, nhưng tuy nhiên cũng gần như là cái kết quả trả về là bằng không. Chỉ hoạt động bằng vốn tự có, vốn huy động từ người thân hay vay ngoài lãi suất cao là thực trạng đang diễn ra tại không ít các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại thì các cái nguồn vốn thì từ trước đến nay thì công ty của chúng tôi đang tự lưu động
tức là từ chính bản thân tôi bỏ ra. Thực ra thì đối với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn của bên mình là một thành viên, cái nguồn vốn chủ yếu hoạt động của doanh nghiệp hiện nay là nguồn vốn tự có, một phần thì huy động qua các quan hệ của các cái nguồn vốn vay của chủ doanh nghiệp. Nguồn vốn là từ cá nhân, từ là mình với lại một số bạn bè là cùng làm sản phẩm, còn lại thì là mình đang mong muốn tiếp cận các nguồn vốn từ bên ngoài. Và thiếu vốn, nhiều doanh nghiệp cũng tìm đến các quỹ đầu tư, thế nhưng kết quả cũng không có nhiều khả quan bởi những điều kiện đưa ra từ quỹ đầu tư mạo hiểm cũng khắt khe. Hiện nay trên thị trường Việt Nam đang có khoảng 50 quỹ đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực này. Quỹ đầu tư thì thật ra khi mình đọc qua ạ, thì thật ra họ yêu cầu khá nhiều thứ. Bản thân như mình là startup, như mình chẳng hạn là một người từ kỹ thuật lên chẳng hạn, các thông số, các tham số về viết tài liệu hay là phải viết hồ sơ như thế nào với mình, cái đó rất khó khăn để mình viết được, hoàn thành được. Thế cho nên bản thân mình đầy đủ như mình có kỹ thuật lên chẳng hạn thì rất là khó để có thể đáp ứng được các yêu cầu của các quỹ đầu tư. Trên thực tế hiện tại của mình thì với những cái công ty khởi nghiệp thì ban đầu mình mới chỉ chú tâm vào làm thế nào mà để có thể sống sót và có thể triển khai được cái ý tưởng đấy thôi, và chưa quan tâm nhiều lắm đến những cái phần còn lại, ví dụ như là về cái kế hoạch kinh doanh hay làm để hoàn thiện cái tính chất của doanh nghiệp. Đây là lý do vì sao mà cái tiếng nói, tức là cái nhu cầu của bên phía cái doanh nghiệp và cái phần mở rộng, tức là cái phần sẵn sàng của nhà đầu tư là chưa gặp nhau nhiều. Theo vị đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc các doanh nghiệp khởi nghiệp không tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng hay các quỹ đầu tư mạo hiểm mà phải dùng chính nội lực, vốn huy động từ người thân hay vay tín dụng ngoài lãi suất cao không chỉ là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp mà đây còn là rủi ro cho cả nền kinh tế. Vay tiền phục vụ cho cái sản xuất kinh doanh của mình qua cái con đường không chính thức thì đây là điều cực kỳ bất lợi. Một là đã là một tổ chức cho vay không chính thức thì có thể nói rằng họ có thể là không tuân theo bất cứ một cái quy định gì. Cái thứ hai nữa là thường thì cái lãi suất đó cao hơn. Cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cho cái ngành đối với sản xuất của doanh nghiệp. Còn đối với cả cái nền kinh tế tổng thể thì nó rất nguy hiểm. Hàng năm có hơn 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp ra đời tại Việt Nam. Tuy nhiên, số doanh nghiệp sống sót sau khởi nghiệp chỉ chiếm khoảng 10%. Con số này cho thấy những khó khăn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp là không hề nhỏ. Trong đó, thiếu vốn cũng là một yếu tố mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp này. Vì sao mà cung cầu tín dụng từ ngân hàng thương mại tới các doanh nghiệp khởi nghiệp lại chưa gặp nhau? Phóng sự sau sẽ giúp quý vị đi tìm lời giải cho vấn đề này. Chỉ 10% doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, đây chính là lý do khiến cho các doanh nghiệp lĩnh vực khởi nghiệp không được các ngân hàng thương mại chấp thuận cho vay vốn. Để tiếp cận với nguồn vốn tài chính tín dụng và vốn của ngân hàng ấy, thì thực ra ngân hàng thì người ta cũng đòi hỏi khá khát khao về cái vấn đề về khởi nghiệp, đặc biệt là những người mới khởi nghiệp. Vì những người mới khởi nghiệp đa phần là mọi người đều chủ yếu là thất bại, ít đơn vị là thành công. Vì sao? Vì những cái quy trình sản xuất này, câu rủi ro về pháp lý này, hay là về cái nhân sự của họ chưa thể đáp ứng được. Mặc dù ý tưởng rất hay, tuy nhiên là những cái vấn đề đấy nó đang họ chưa được đào tạo bài bản và họ gặp phải những cái rắc rối nho nhỏ như vậy. Suy ra là doanh nghiệp về ngân hàng ấy, họ chưa thể cho mình đáp ứng được cái vấn đề vay vốn của họ. Vì nó sẽ gây ra rủi ro cho họ. Còn theo lý giải đưa ra từ các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại luôn sẵn sàng hỗ trợ cho vay đối với lĩnh vực khởi nghiệp. Song các doanh nghiệp khởi nghiệp thường không có tài sản đảm bảo, chưa có lịch sử giao dịch của dòng tiền. Điều này làm cản trở dòng tín dụng từ các ngân hàng thương mại tới tay các doanh nghiệp khởi nghiệp. Làm cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì các ngân hàng chưa có được cái cơ sở để đánh giá cái phương án rồi là cái hoạt động thực tế của doanh nghiệp trong quá khứ, và ngoài ra thì đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì cái thiếu là thiếu cái tài sản bảo đảm, rồi là các cái về cái năng lực quản lý phương án kinh doanh thì rõ ràng là khởi nghiệp mà, cho nên là chúng ta cũng chưa có cái cơ sở để đánh giá được cái hiệu quả trong cái quá khứ cũng như là những cái cơ hội, những cái phương án ở trong tương lai. Do đó thì không chỉ Vietinbank mà tất cả các ngân hàng thì đều gặp khó khăn trong cái quyết định cho vay đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Thứ nhất, doanh nghiệp mình mới, thứ hai là họ yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Thế là cái việc tài sản thế chấp thì sẽ rất là khó khăn với mình. Thứ nhất là nếu như mà mình đã có tài sản thế chấp thì về cơ bản chắc cũng không cần phải đi vay cái nguồn vốn tín dụng hay là nguồn vốn gọi hỏi vay tín chấp của ngân hàng gì cả, có thể sẵn sàng đi thế chấp ngay. Đó, mà tất nhiên bạn biết thừa việc thế chấp là việc rất khó khăn khi doanh nghiệp khởi nghiệp.
Và theo khẳng định được ông Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng đưa ra, thì rõ ràng việc các ngân hàng khó cho vay đối với lĩnh vực khởi nghiệp là hoàn toàn bình thường, đó là quy luật của quan hệ tín dụng. Cho vay được thì nó cũng không phải là dễ dàng, bởi vì nó có thể là thiếu thông tin, thiếu cái dự án khả thi. Và nếu như đối chiếu theo cái quy định về cho vay của Việt Nam chúng ta, thì nếu chúng ta cho vay khác đi, rõ ràng chúng ta là vi phạm quy định về cho vay, và như thế thì nó cũng không thể là cho vay được. Không phủ nhận những nỗ lực của các ngân hàng thương mại trong việc chủ động cho vay đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng là các doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận. Chính vì vậy, để các ngân hàng có niềm tin để mở hầu bao cho vay đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp hay không, tính quyết định vẫn đến từ chính các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thưa quý vị, theo thống kê được đưa ra thì mỗi năm có đến hàng nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập. Nhưng hiện nay số vốn đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chưa đến 5% so với mức đầu tư của khu vực Đông Nam Á. Chính vì vậy, làm thế nào để các doanh nghiệp khởi nghiệp có được dòng tín dụng từ các ngân hàng thương mại hay các quỹ đầu tư mạo hiểm là điều cần thiết hiện nay? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây. Mặc dù cho vay đối với lĩnh vực khởi nghiệp vẫn là bài toán khó đối với hệ thống các ngân hàng thương mại, song nhiều ngân hàng vẫn khẳng định trong thời gian tới vẫn sẽ xem xét tới các điều kiện cho vay đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này. Với một cái doanh nghiệp mà có hoạt động thực sự và dòng tiền luân chuyển đều đặn thì không phải lo ngại gì đến cái vấn đề mà tiếp cận vốn vay, vì chắc chắn là ngân hàng sẽ OCB sẽ cho vay đối với những khách hàng như vậy. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp cho các cái doanh nghiệp mới các cái sản phẩm dịch vụ ngân hàng để có thể quản lý dòng tiền và thanh toán một cách hiệu quả nhất. Vì là chúng tôi biết là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì cái việc mà quản lý dòng tiền cũng là một cái mà cần phải quan tâm. Tuy nhiên, nỗ lực đến từ các ngân hàng thương mại là chưa đủ. Doanh nghiệp khởi nghiệp muốn đi đến thành công, muốn huy động được nguồn vốn từ các nhà đầu tư hay các ngân hàng thương mại, thì việc đầu tiên các doanh nghiệp cần phải làm chính là lựa chọn mô hình kinh doanh sao cho phù hợp nhất. Năng lực quản trị dòng tiền cũng phải được nâng cao. Các cái kiến thức nền này thì các bạn sẽ chọn thêm được cái mô hình kinh doanh. Mô hình nào sẽ là mô hình hợp lý với cái sản phẩm và cái ý tưởng của các bạn, và cái mô hình kinh doanh nào là cái mô hình kinh doanh đang có cái xu thế hướng, cái xu thế phát triển trong cái tương lai với cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Mặc dù có sự tăng trưởng mạnh, nhưng nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn so với khu vực và trên thế giới. Theo Tech in Asia, khu vực Đông Nam Á đã thu hút 7,86 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào khởi nghiệp, trong đó số vốn đầu tư Việt Nam đã thu hút được chiếm tỷ phần rất nhỏ, chưa đến 5%. Còn theo tạp chí uy tín về khởi nghiệp CB Insight, từ năm 2012 đến nay, Việt Nam đứng thứ tư về chất lượng vốn đầu tư mạo hiểm thu hút được sau Singapore, Indonesia và Malaysia. Trước sự hạn chế từ dòng vốn đầu tư cho khởi nghiệp, muốn thúc đẩy khởi nghiệp phát triển, vai trò của nhà nước cũng vô cùng quan trọng. Theo khuyến cáo của giới chuyên gia, chính phủ cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò của nhà đầu tư mạo hiểm, các quỹ đầu tư khởi nghiệp hay một trung tâm vốn mồi cho khởi nghiệp, trong đó có dòng vốn đến từ các tổ chức tín dụng. Chính phủ nếu được sẽ tìm ra được một cái nguồn lực giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp có được cái nơi được gọi như vườn ươm, thì ở đó cộng đồng khởi nghiệp họ dễ tiếp cận đến với các cái cơ sở dữ liệu, các cái thông tin về ngành, các cái số liệu về ngành, để họ có bức tranh cụ thể trước khi họ khởi nghiệp. Họ sẽ biết được rằng là cái ngành của họ mức độ hấp dẫn như thế nào, và với nguồn lực thực sự của họ này thì họ sẽ chiếm được bao nhiêu phần trăm về tỷ trọng phát triển của ngành. Và cái này chính là cái mà hiện tại ở Việt Nam đang còn hơi thiếu. Thế thì chẳng như là bên Mỹ chẳng hạn, cái thị trường quỹ đầu tư mạo hiểm nó rất là phát triển, và chính vì thế mà nó đầu tư khá là nhiều vào các dự án khởi nghiệp. Cái thứ hai, hay là với Hàn Quốc chẳng hạn, Hàn Quốc thì rõ ràng là thấy rằng là chính phủ thành lập một cái quỹ khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ sáng tạo, đổi mới sáng tạo, và quản lý vận hành khá là tốt trong thời gian vừa qua. Thì tôi cho rằng đấy là cái cách mà Việt Nam chúng ta có thể là nghiên cứu tham khảo, hoặc là chính phủ tạo ra một cái trung tâm, một cái quỹ vốn mồi, và qua đó thì hệ thống các tổ chức tín dụng có thể là góp vốn thêm vào để cùng đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Với mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 1 triệu doanh nghiệp, trong đó có khoảng 0,5% là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đây sẽ là lực lượng doanh nghiệp tiên phong, có khả năng tăng trưởng cao để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước,
thì rõ ràng sự đồng hành của doanh nghiệp, ngân hàng cũng như những hỗ trợ từ chính sách chính là chìa khóa hiện thực hóa mục tiêu này. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tạp chí Ngân hàng ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.